Chào bạn đến với Trường Định TV nhé. Hôm nay thử thách xem ai tinh mắt hơn nè. Câu số 1. Tìm hình bướm khắc nghiệt nhất. Câu số 2. Hình táo nào khác biệt nè? Câu số 3. Tìm hình Facebook khác nhất. Câu số 4. Lại là tìm hình khác nhất. Câu số 5. YouTube nào chẳng giống ai? Câu số 6. Số 1 nằm đâu này? Câu số 7. Hình khác biệt đâu rồi các bạn? Câu số 8. Zalo nào lạ nhất đây? Câu số 9. Chữ Z xấu xí đâu rồi? Câu cuối cùng, chú chuột không giống ai, trốn đâu rồi các bạn?